Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 -880 chúng tôi đang gửi đến quý vị bản tin làm vườn. quý vị nào thích làm vườn giơ tay lên. <laughs> à, có người bên cạnh chúng tôi thì thích quay cái cảnh người khác làm vườn. Đâu, đó ngọc lan cũng làm mà mà không ai quay mình. <laughs> quý vị à, tin tức cho nói à, cho biết đó, là những người làm vườn là một hình thức tập thể dục tốt vô cùng đây. đây là một cái cảnh mà họ nói lý do mà những người làm vườn đó, họ tập một hình thức tập thể dục nó còn tốt hơn đi vào trong gym tập thể dục nữa bởi vì cái hành động cúi lên cúi xuống đi tới đi lui họ nói rằng những người mà có nhà và đặc biệt là những nhà có vườn rộng mà trồng cây ăn trái hoặc là những các loại cây cà chua hành nói chung là họ cứ phải quần quật để mà thu hoạch đó một vụ mùa 3 tháng 3 tháng đó thì đó lại càng tốt hơn nữa và đó là lý do giải thích một phần ông tổng thống Jimmy Carter là người mà chúng tôi biết nhất còn những người khác thì mình cũng để ý thấy thì đa phần họ nói nhờ cái sức mà phơi nắng quý vị ha đổ mồ hôi rồi tiếp xúc với cây cỏ mà trong đó chúng tôi ra có những cái loại cây có những cái cây thành lành đó mà phải cắt cứ Ồ, hai nó ba bà bò cắt, lên tường đó phải không? Đột cái cây đó hả ngọc lan với lại quý vị phải mặc đồ bọc hết đó cái mũ mà nó rơi vô kỳ đó chúng tôi bị một cái mũ chút xíu nó rơi vào mắt thôi đó nghĩa là không làm việc mất cả ngày luôn cái mũ rất độc thì có những cái... nhưng mà họ nói rằng nhờ cái việc tiếp xúc với đất rồi mấy con côn trùng dơ trùng chiếc này nọ đó, đó nó lại giúp cho cái 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 đề kháng của cơ thể của chúng ta rồi cái việc hít không khí rồi có nắng vitamin D tốt không thể tưởng được nó tốt hơn nhiều so với cái vị tập thể dục trong phòng gym luôn trong phòng gym là mình chỉ có đúng một cái, cái thể nghĩa là cái cách đó rồi à, chạy bộ cũng thế nhiều họ nói làm vườn đó bởi vì làm vườn là nó có cái sự kiên nhẫn chăm chú mọi thứ hết á cho nên nó bao gồm bao nhiêu cái thứ tinh hoa rất là độc cho nên họ nói dù nhà có vườn nhỏ hay vườn lớn như thế nào đó quý vị chịu khó mỗi ngày đi bộ vòng vòng chăm sóc rồi đứng tỉa cây nghĩ làm sao cho cái sự tiếp xúc với à, bên ngoài à, nhất là mùa xuân đang đến rồi mùa hè đó thì lại là cái cái lúc chúng tôi thấy mình để ý cái cơ thể của mình thấy cứ mỗi mùa xuân mùa hè đến tôi lại không thích ở trong nhà ừ. mùa đông thì rõ ràng giống mình mình giống như con mèo con gấu á, là ngủ đông bởi vì lạnh quá ra vườn rồi thấy cũng cây cối nó chết hết rồi à. nếu mà có ra làm việc chút xíu để mà dọn dẹp mấy cái cây chết thôi nhưng mà mùa xuân bắt đầu cây nó lớn lên, họ nói cái chuyện mà đứng lên ngồi xuống rồi bứt cỏ rồi cắt cây dại đó, như thế rồi mang cái thùng ra đổ rồi làm tới ừ. làm lui đó, mà nó khi mà công việc làm vườn bắt đầu nó nhiều rồi đó, Là mất cả ngày luôn đó, đúng, đúng chưa xong á Ngọc Lan? Dạ đúng rồi. Người có kinh nghiệm <laughs> nhiều nhất là hai vợ chồng Ngọc Lan. Các ông, uh, Ngọc Lan cũng đồng ý như vậy, uh, cái cái thú mà uh, chăm sóc uh, vườn rồi. Uh, cây đồ đó. Ngọc La nhớ là uh, bây giờ nhiều người ta nói là ô nhiều nhà có cái sân sao lớn xây uh, uh, cái gì Ay, đi du lên cho cho thuê. thuê. Nhưng à. mà có người khuyên hề hey, hãy để đó bởi vì đến khi già đó, đó cái đó là cái đời ừ. sống tinh thần của mình đó. chứ đúng nhìn ra mà tương tương không á là thôi. Uh, rồi bây giờ mới biết thêm được cái chuyện mà cắt cây tỉa cành vào cái mùa này quý vị à, rồi xong rồi cái xây nó ra luôn khi mà bây giờ những cái thùng rác màu xanh người ta yêu cầu mình đổ vô để họ đem về cái bãi rác họ xây rồi họ làm phân thì bây giờ mình có thể mình tìm luôn những cái máy nhỏ mình tự động mình xây ở nhà xong rồi mình đổ ra mình lấy ngay cái những cái cây mà mình trim ra đó để mình mình làm thì nó cũng rất là tốt thì đồng ý với anh thụy là cái, cái cái công việc cái, mà khi mà mình yeah. mình yeah. làm những cái công việc này á, thì nó sẽ sẽ Một rất rất yeah, á, rất là gớt yeah. nó không phải là ghê gớm cử tạ gì nhưng mà quan trọng nhất họ nói rằng chúng ta đứng lên ngồi xuống đó dạ. là tạo cho cái gân cốt dạ. nó dẻo dai hơn dạ. mà cũng nên làm thường xuyên ít nhất là một tuần làm vài lần nhưng mà đừng có khi đến có tuổi rồi thì cũng đừng có leo trèo leo Với lên lại, cao à, quá sẽ nguy hiểm nhiều khi nhiều khi tôi dạ. thấy là mình mình tưởng mình còn trẻ đó nhiều người tưởng nó còn trẻ đó nhất độ lên mấy cái mấy, mấy cái, cái chậu lên. cây á da yeah, nhiều người à, sẽ bị yeah, như vậy cho nên ở đây có nhiều cái phương tiện để mà mình dùng làm sao nó hỗ trợ cho mình nhưng mà dù sao đi nữa thì những ai mà thích target thì quý vị sẽ ừ. chuẩn bị bắt đầu tháng tư <laughs> này mua vườn. tháng tư này không phải mua vườn mà sẽ có membership cho những người đi thành viên của target giống như là của costco vậy đó hay là walmart trong thời gian qua thì bây giờ target họ đang ngày hôm qua ngày hôm qua đúng rồi thứ ba thì họ đã đưa ra cái chương trình uh, thẻ thành viên giống như amazon hay là walmart một tháng một năm á À, đầu tiên cái lúc mà họ vừa mới loan báo ai mà ghi danh liền là 49 đô la cho một năm Nhưng mà sau đó qua đến ngày 18 tháng 5 Cái nghĩa là cái này là được trong vòng tháng uh, promotion cho 49 đồng Nhưng mà qua đến tháng 5 trở đi thì sẽ là 99 đô la cho mỗi năm Cũng cao ghê á 99 đô la là gần gần bằng Costco rồi gần gần như vậy. Nhưng mà um, các dịch vụ họ y làm y chang Amazon luôn. Và uh, dạ, họ cũng nói rằng là những thẻ thành viên này đúng. thì cũng sẽ được uh, những cái giao hàng trong ngày đối với những cái thực phẩm mà uh, giống thực như thịt và thực phẩm, dạ, cũng... phẩm á, thì có thể là giao liền trong ngày rồi họ được ưu tiên uh, được vào xem trước những cái mặt hàng mà họ sẽ có những cái giá đặc biệt vân vân thì giống như nhiều cái khác thôi uh, Amazon hay Walmart. Uh, cũng đều như vậy cho nên là ai mà thích đi Target tại nhiều người nhiều nhiều người người ta thích đi Target hơn là Costco bởi vì đồ Costco nhiều khi người ta bán những cái món đồ nó lớn nó nhiều nhưng mà những người kia thì họ sống Đúng có một rồi. mình đôi khi nhà nhà ở thuê hay là phòng trọ thì không có chỗ để mà chất thì họ đi Target thì họ cũng được những cái ưu đãi. Thì quý vị lưu ý là sắp tới đây Target sẽ có chương trình này và ai thích thì quý vị sẽ ghi danh ở trong bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 thì họ bắt đầu 7 tháng 4 cho đến 17 tháng 5. Ai mà ghi danh liền thì 49 đô la cho một năm đó nhưng mà sau đó là 99 đô la Wow. nhiều ha. chúng Tôi thấy nhiều à, cái 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 vụ này làm chúng ta lười hơn đó, không nên. Tại sao? <laughs> Cá nhân <laughs> chúng tôi nói, như, thí dụ như mình mua cái thứ cái thứ mà mình vào trong tiệm nó không có đó, ừ. có những cái món mà chúng tôi không vào tiệm tìm thấy đó, cho nên đó lý do phải có Amazon. Ừ. Với lại ý, nó tiện lợi, vừa mua cái thậm chí có những món mà sáng hôm sau là có rồi. Tối, mùa sáng hôm sau có đúng, vâng yeah. rất sợ. là lẹ, dạ. Yeah. quá sướng. Ừ. thì đó là những cái món hàng mình không vào tiệm được, còn những cái thứ mà mình đi chợ chúng tôi chúng ta nên đi đi, đi bộ đúng không, vận động. đi bộ rồi đi vào tiếp xúc với con người chứ ngồi ở nhà, oh ừ, tại vì đâu. nhiều người thì người ta không thích đi hoặc là nó xa vân à. vân thì họ ở nhà rồi hay là thời tiết gì đó họ ở nhà cứ lên uh, lựa lựa mua cho nó lẹ gửi thẳng về nhà yeah, chắc giúp cho yeah. người khuyết tật thì tốt nhất còn không thì chúng tôi mặc dù có thẻ Costco đó nhưng mà đâu phải lúc nào cũng đi đâu đôi khi tuần hai tuần mới đi một lần á cũng không biết là có tiết kiệm được hay không phải cứu sát lại vấn đề đó <cười> <cười> đóng đóng tiền nhiều không ừ. thực sự thì đúng ra niên liễm mà đóng một năm mà ừ. cho nên tính ra mỗi lần mua chẳng hạn như là mua uh, giấy uh, nhà vệ sinh hoặc là mua những cái thứ mà hóa chất để nọ mọi thứ đó thì mua về tính ra thực sự nó cũng cũng uh, cũng yeah. lời, nhà, yeah. yeah. ừ. nhiều thứ trong đó. À, thưa quý vị, một à, cuộc nghiên cứu nữa để cho thấy rằng cái nguy hại đối với khí gas ở trong nhà như thế nào, thì đây có một số các tiểu bang trong đó có tiểu bang New York, vân vân, họ bắt đầu loại bỏ và à, trong tương lai chúng ta thấy đấy có những khu nhà mới đó họ không xài gas nữa, gas à, họ nói rằng đến giờ phút này đó các cuộc nghiên cứu mới nhất họ nói đốt khí gas ở trong nhà nó nguy hại 100 lần so với xe. Lái xe trên đường ừ. phố đó, mình lái xe trên đường phố là quý vị hít vào cái khói gọi là khói xe xăng rồi đó. Nhưng mà ngược lại họ nói nấu ăn ở trong nhà mà lâu á đặc biệt là trong cuộc nghiên cứu này họ nói nguy hại nhất là trẻ em ở trong nhà. Ừ. Thì cái cuộc nghiên cứu về lâu về dài sẽ tiếp tục thực hiện để xem tầm ảnh hưởng nhưng mà họ nói đầu tiên á à, quý vị thấy những đứa con nít hoặc là người ở trong nhà mà hay bị suyễn ho vân vân á là tiếp xúc với cái khí đốt này nhiều quá dạ wow. yeah. đặc biệt là những ai nấu ăn thường xuyên ở trong nhà à, nhưng mà khổ đó bao nhiêu phần trăm nhà ở california này đặc biệt là những căn nhà cũ phần lớn là khí đốt hết mà chúng ta ừ. muốn chuyển sang cái lò điện đó thì tôi thấy rằng rất là hay nhưng mà tốn kém nhiều lắm à, tốn cũng ít nhất tôi nghĩ là cũng phải bốn năm ngàn đô la đó bởi vì sao quý vị mấy cái 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 hộp điện ở bên ngoài nó cũ rồi mình ừ. phải nâng cấp hết chứ không có phải tự nhiên dựng một cái sợi dây từ đó vào trong này được ừ. có những cái khu nhà cũ thì họ yêu cầu để có được uh, thứ nhất là chạc điện xe rồi hay là gắn một cái sợi dây điện 240V thì việc phần lớn là cái, cái, cái lò điện là 240 đi vào trong nhưng mà đó là phương cách tốt nhất và an toàn nhất còn khí đốt thì thực sự an toàn từ xưa đến giờ nó cũng không có vấn đề gì à, ngoại trừ trường hợp động đất à, động đất mà có những cái đường khí đốt mà nó bị ảnh hưởng là nó rò rỉ mà cái lò rò rỉ đấy còn nguy hại hơn nữa so với cái việc mà chúng ta sử dụng điện cho nên họ nói um, qua cái cuộc nghiên cứu này họ nói những ai gia đình nào mà có khả năng đó, nếu thấy được thì nên chuyển sang khí đốt thành điện nó đắt hơn đó cũng là lý do mà nhiều người ngại họ họ, họ tiếp tục sử dụng ga tháng có vài chục nhưng mà điện xài đôi khi lên đến vài trăm mỹ kim điện nó cũng tốn kém hơn nhiều so với khí đốt chúng tôi tiếp tục với phần tin tức này về đời sống ngay sau phần quảng cáo